Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Đây là tác phẩm tượng tế công cửa cái chép bằng gỗ cẩm lai. Sản phẩm có kích thước dài 40, rộng 25, cao 36 cm. Khối lượng 7,7 kg. Nhắc đến Tế Công, nhân gian vẫn thường truyền tai nhau rất nhiều những câu chuyện kỳ bí, kể về vị hòa thượng Tế Điên rất giỏi trừ tà bắt ma, cứu giúp dân chúng. Chính vì vậy Tế công được nhiều người tôn trọng và thờ cúng như một vị thần giúp xua đuổi tà ma. Nếu trong nhà có trẻ nhỏ hay quấy khóc, bệnh tật, người ta cũng bài trí tượng gỗ tế công để hóa trừ hung khí, ma mị quấy rầy trong nhà, ác ví của đứa trẻ. Đặt tượng gỗ tế công sẽ giúp thanh trừ khí độc, đem lại vượng khí cho không gian sống của gia chủ, đồng thời giúp gia quyến khỏe mạnh, tránh được bệnh tật, đau ốm. Hơn nữa, tế công luôn mang khuôn mặt tươi cười sảng khoái, Bài trí tượng gỗ tế công sẽ giúp không khí gia đình thêm phần vui vẻ, tinh thần dễ chịu, thoải mái hơn. Để biết thêm thông tin về giá sản phẩm, quý anh chị vui lòng truy cập link về website Ngọc Thạch Thảo bên dưới phần mô tả.